Toàn xin chào cả nhà Chào cả nhà đã tới với clip của Toàn ngày hôm nay Một clip về lan đột biến Một clip cung cấp thông tin cho mọi người Trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào thế giới lan đột biến, thế giới lan va Bài viết của anh Trung Dũng Đà Lạt Toàn xin đi vào bài viết Cái giá phải trả thị trường lan đột biến Năm 2021 có đắt không? nguyên nhân tình hình giá lan đột biến hiện nay đã xuống đáy thị trường đã tạm thời đóng băng do hậu quả của việc đẩy giá lan quá cao so với giá trị thật và do ảnh hưởng lớn của đại dịch covid mình đã cảnh báo về việc tăng giá lan bất thường và hậu quả nghiêm trọng của việc tăng giá lan bất bình thường này nhưng không ai quan tâm có lẽ giấc mơ làm giàu nhanh chóng vì vậy mọi người không còn tỉnh táo để đề phòng Thật vậy, việc đầu tư kinh doanh lan cần phải có thời gian, không được nóng vội. Phải có kỹ thuật chăm sóc tốt, mua phải chuẩn cây, có tư duy tính toán tốt, không ham của rẻ, không đầu tư vượt quá kinh tế của bản thân. Vì lan không phải là tài sản thế chấp như đất đai, nhà cửa, xe cộ, vân vân. Lúc này các vườn lớn đã về bờ, bỏ lại những người mới đầu tư vay vốn cầm cố thế chấp đất đai nhà cửa và hậu quả đã quá rõ ràng. Do ảnh hưởng chung vì vậy các phường lớn bắt đầu chia rẽ, người cố gắng xây con đường mới, kẻ vẫn theo con đường cũ đã làm cho thị trường rối loạn và người đầu tư không còn định hướng và họ cũng cạn vốn vì đầu tư hết vào cây tầm cao. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ giống bong bóng hoa tulip của Hà Lan. Hậu quả rất nghiêm trọng sẽ làm cho lan va trở về với giá trị lúc ban đầu như các loại phong lan khác sẽ không còn ai được hưởng lợi giải pháp bây giờ mọi người cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho ngành lan va còn non trẻ này thay vì công kích chia rẽ lẫn nhau hãy cố gắng duy trì và phát triển cây quốc dân dù giá thấp vì đây là nền tảng vững chắc của ngành lan va bên cạnh đó phát triển các mặt hoa mới với giá hợp lý vì vậy giấc mơ làm giàu nhanh chóng là không thể vì đầu tư lan cần thời gian phù hợp với kinh tế của bản thân chuẩn cây sẽ lâu bền bây giờ mọi người tập trung chăm sóc cây tốt nhất vào thời điểm này chờ khống chế được dịch covid và thị trường sẽ ấm lên vâng à, cả nhà đó là toàn bộ bài viết của anh trung dũng đà lạt hãy hiểu thật rõ về ngành lan va trước khi đầu tư vào ngành lan va trong khó khăn thì sẽ có rất nhiều cơ hội và thưa cả nhà các kênh đầu tư đều có những rủi ro ví dụ như đầu tư về bất động sản có những dự án không lên giá và chúng ta phải nuôi lại ngân hàng thậm chí là mất luôn miếng đất đó hoặc đầu tư chứng khoán trong thời điểm covid này thì thị trường chứng khoán vẫn âm điểm rất nhiều ok một clip về thế giới lan va về thế giới lan đột biến toàn xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip tới đây toàn chúc cả nhà sẽ có thật nhiều niềm vui trong thế giới hoa lan toàn xin chào hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo